Tập 24. Không phải chứ lão La à? Tôi cứ đứng ở đây là thấy tuyệt vọng. Nói ra đi, hét lên cũng được. Tôi muốn cứu cô ấy. Tôi sẽ không để cô ấy đứng ở đây. Tôi sẽ dùng tất cả sức lực của mình. Tôi phải cứu cô ấy. Tôi nhất định có thể làm được. Chúc mừng cậu, cậu đã vượt qua thử thách lần này. Hai người, xin chào anh chị, còn chỗ trống không? Bây giờ em là tạm thời, cần đợi một chút. Sau đó tôi sẽ lấy số cho anh. Cần đợi bao lâu? Khoảng tầm một tiếng. Không sao, đợi được. Được, cảm ơn. Dân thật ngại quá. Dù sao cũng phải đợi. Hay là chúng ta hãy tận dụng thời gian quý báu này nhé. Làm gì vậy? Cô còn nhớ ở trại tập huấn, giáo viên để dạy chúng ta nhập vai, để đổi vị trí suy nghĩ không? Hôm đó tôi và Nini được phân cùng nhóm, không thể bắt cặp luyện tập cùng cô. Lần này chúng ta hãy bù lại bài tập lần đó nha. Nhưng mà anh đã hoàn thành cấp vốn trước dòng A rồi mà. Để tôi đóng vai nhà đầu tư của anh, tôi không có kinh nghiệm gì hết. Vậy thì tôi làm nhà đầu tư của cô. Tôi có, thành công hay thất bại tôi đều có. Được. Hãy dùng một câu để nói rõ mô hình lợi nhuận của cô. Quảng cáo, phí hội viên, hoa hồng của người sử dụng lao động, vân vân. Cô không chuẩn bị sẵn câu trả lời này hay sao? Tôi đã nghĩ đến từ trước rồi. Vậy không được, câu này rất quan trọng. Giống như tựa đề của một cuốn sách bán chạy. Cần họp mấy trăm lần, thảo luận đi, thảo luận lại. Mọi người trong nhóm đều nhất trí công nhận. Đi đến đâu cũng có thể dõng dạc nói ra mới được. Những tháng từ như không được lặp lại trong cuộc đàm phán với nhà đầu tư. Không, một lần cũng không được. Xin lỗi, dừng lại. Khi nãy tôi chỉ đóng vai nhà đầu tư, không phải cá nhân tôi đang nghiêm khắc phê bình cô đâu. Thực ra những lỗi thế này tôi cũng từng mắc phải, nhất là mô hình lợi nhuận. Không phải ai cũng hiểu rõ câu nói này. Có một số doanh nghiệp mới cũng là vừa nghĩ vừa làm, vừa làm vừa nghĩ, điều này rất bình thường. Có phải tôi nói sai gì hay không? Không có. Chỉ là tôi cảm thấy mình quá kém cỏi, vận may kém, năng lực kém, không có bối cảnh, không có mối quan hệ. Tôi chọn con đường lập nghiệp hoàn toàn là bất đắc dĩ, không biết phải làm sao. Anh có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc tôi có thích hợp với việc này hay không? Có phải không thích hợp hay không? Có phải bây giờ nên từ bỏ hay không? Tôi cảm thấy tôi quá cảm tính rồi. Là một người cầm lái, sao có thể không vững vàng như vậy? Sao có thể cảm tính như vậy chứ? Tôi cảm thấy, cho dù có chuẩn bị kỹ càng thì sao chứ? Người bạn đang ngồi tù của tôi, mọi mặt đều giỏi hơn tôi, nhưng cũng bị bẫy đó thôi. Hơn nữa không phải lão La từng nói, đến cuối cùng 95% số người chỉ có thể cân bằng lợi ích giữa các nhà đầu tư, sẽ có rất nhiều thỏa hiệp trái với lòng sao? Nhưng mà anh biết con người của tôi đấy, tôi ghét nhất là nội bộ không đoàn kết. Nếu như tình cảnh sau này là như vậy, tôi thực sự không biết mình có thể kiên trì tiếp hay không, có thể đi được bao xa, thật đấy. Bây giờ cô còn đói không? Tôi không có tâm trạng để đói nữa. Vậy chúng ta không ăn nữa. Trạng thái bây giờ của cô rất tệ, hấp thụ đồ ăn cũng không tốt. Đi theo tôi. Khi nãy cô luôn cố gắng phủ định chính mình, tìm đủ mọi lý do để bản thân chấp nhận thất bại. Anh Nam, tôi không thể nói với cô rằng cô có nên từ bỏ hay không.
tôi cũng không thể dễ dàng đưa ra kết luận. Điều duy nhất tôi có thể chắc chắn là trong lòng của cô thấy rất hỗn loạn. Bây giờ cô vô cùng lo lắng. Chỉ tập 3 lần thật sự có thể giải quyết hay sao? Thử đi. Khả Khả, Frank. Chào cô. Chào cô. Tôi tên Mễ Khả, gọi tôi là Khả Khả là được. Được. Vậy tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu bài tập tìm lại nhận thức. Trước tiên vắt chéo chân. Đặt tay lên. Điều chỉnh hơi thở của chúng ta. Nào, ổn định tâm trạng. Nhắm mắt lại. Tưởng tượng bản thân nằm trên một bãi cỏ xanh, mềm mại, mơn mởn. Mùi hương thơm ngát phả vào mặt. Nhận thức của cô đáng yêu quá. Trái tim nhỏ. Của anh thì sao? Vẫn chưa tìm thấy. Của lần này thật kỳ diệu. Xem ra tôi phải làm thẻ ở chỗ Khả Khả rồi. Đừng vội, không phải đã nói rồi sao? Ba bữa cơm đổi thành ba tiết học. Còn hai lần nữa. Làm xong rồi hãy quyết định. Được. Có phải tinh thần tốt hơn nhiều hay không? Tốt hơn nhiều rồi. Nhưng chắc bình thường anh rất bận. Sao lại có nhiều thời gian như vậy chứ? Tôi chỉ dùng thời gian mà người khác dùng để yêu đương, để nâng cao bản thân mà thôi. Vậy anh cũng rất giỏi mà. Nếu như là người khác có thời gian rảnh thì cũng sẽ dành để đi làm chuyện khác. Sẽ không nghĩ đến việc dùng thời gian đó để nâng cao bản thân. Sống kiểu đó chẳng khác nào tự sát. Cô biết sao người hiện đại lại có nhiều người mắc chứng trầm cảm hay không? Anh nghĩ sao? Không biết quản lý bản thân, rất nhiều áp lực đều do mình tự tạo ra. Nếu một người có đủ kỷ luật, vậy thì người đó sẽ có được công cụ quan trọng nhất để giải quyết vấn đề trong cuộc sống. Kỷ luật cũng là phương pháp hiệu quả nhất để loại bỏ những đau khổ trong cuộc sống. Tán thành. Đây là nhà cô sao? Không, là công ty. Tôi còn phải về công ty giải quyết chút việc. Còn phải làm việc nữa sao? Đừng để mệt quá. Ngủ trước 12 giờ, gan mới được nghỉ ngơi tốt nhất. Được, tôi cũng hiểu một chút về đông y. Anh giỏi thiệt luôn đó. Nhưng mà ngày nào anh cũng tập một loạt các bài tập cường độ cao ngắt quãng thật sao? Hôm nay vẫn chưa tập. Cái đó có vẻ rất khó. Có cần tập ở đây cho cô xem hay không? Trên đường sao? Đạo làm thôi. Người này thật thú vị, tích cực hơn Từ Tân nhiều. Lần đầu tôi nghe nói đến giáo viên này, hình như đây là lần đầu tiên anh ấy đứng lớp, cũng không biết giảng bài như thế nào đây.
Sao giáo viên này căng thẳng thế? Đúng vậy. Chuyện này hôm nay chúng ta cùng thảo luận về. Thế nào là thất bại? Thất bại chính là nỗi sợ. Nỗi sợ chính là ác quỷ trong căn phòng này. Tại sao chúng ta lại sợ hãi? Bởi vì chúng ta không nhìn thấy nó. Cô không biết nó cao bao nhiêu, to cỡ nào. Có lẽ nó chỉ to bằng bàn tay, nhưng cô lại tưởng tượng nó lấp đầy cả căn phòng. Vậy nên bước đầu tiên để chúng ta đối mặt với thất bại là cụ thể hóa thất bại, vẽ ra hình dáng kích thước của con rồng hung ác. Là ngồi tù, thất nghiệp, không muốn đối mặt với người thân và bạn bè, tức giận bản thân đã bỏ ra nhiều như vậy mà lại không thu hoạch được gì, ghen tị người khác có được mà bạn lại không có, khó mà yên lòng. Nhìn dáng vẻ của con rồng hung ác một cách nghiêm túc, nghĩ lại xem, cuộc sống sau này bạn có muốn tiếp tục chiến đấu với nó nữa hay không? Xin mời. Tôi không muốn bỏ cuộc, nhưng bây giờ tôi lực bất tòng tâm, không thể làm gì được. Vậy tại sao lại không từ bỏ? Nếu 90% mọi người đều không tin vào tôi, nói tôi không làm được, vậy thì tôi nghĩ là tôi cũng không cần phải kiên trì nữa. Còn có 10% số người ủng hộ cô mà, tại sao lại lựa chọn từ bỏ? Sự tồn tại của con rồng hung ác là để thử thách chúng ta. Lựa chọn đối mặt và đánh bại nó thì cuộc sống của chúng ta mới có ý nghĩa. Cho dù chỉ có 1% hy vọng, nhưng mà cũng là hy vọng. Suy cho cùng, con rồng hung ác được nuôi lớn bằng dục vọng của chúng ta. Tham vọng của bạn càng lớn thì sức mạnh của nó càng lớn. Không dùng vũ lực mà khiến người ta khuất phục mới giỏi. Mọi người đã từng suy nghĩ cảnh giới cao nhất của một võ sĩ là gì chưa? Là không đánh mà khiến quân địch sợ hãi. Hãy khống chế dục vọng của bạn, bạn sẽ chiến thắng bản thân, con rồng hung ác sẽ biến mất. Người làm công lương 600.000 tệ một năm thực sự không thể sống nổi ở thành phố này sao? Vậy các bạn bảo gia đình lương không quá 5.000 tệ một tháng làm thế nào đây? Trung Quốc chỉ có 4% dân số học đại học. Những người được tiếp nhận giáo dục bậc cao như chúng ta sinh ra là gì? 1% kiệt xuất và ưu tú đó. Đây là sứ mệnh của chúng ta, trách nhiệm của chúng ta. Đừng bị mê hoặc bởi những chuyện hư cấu phù phiếm đó. Sống một cách thực tế, yêu thương mỗi một người cụ thể ở bên cạnh bạn mà bạn nên yêu thương. Đây mới chính là cuộc sống. Đúng vậy, có lý. Đúng vậy. Tranh đấu vì 1% này, tôi cho rằng thật vô nghĩa. Nói hay lắm. Nói rất đúng. Đúng vậy, đặc sắc quá. Suy nghĩ thông suốt rồi. Đúng vậy, hay quá. Nói rất hay. Sinh ra là gì 1% kiệt xuất và ưu tú đó. Đây là sứ mệnh của chúng ta, là trách nhiệm của chúng ta. Sao rồi? Thấy biểu hiện của bản thân thế nào? Chẳng thế nào cả, căng thẳng quá chừng. Tôi còn chẳng biết phải đặt hai tay ở đâu. Lần đầu tiên giảng được như vậy là không tệ đâu. Cậu vừa mới giảng xong, đã có 7-8 người ra đăng ký, sắp được một nửa rồi đó. Thiệt vậy sao? Thành tích này không tính là tốt đâu. Có một lần đích thân tôi giảng, 20 người, giảng xong 18 người đăng ký. Hai người còn lại cậu đoán xem như thế nào? Làm sao? Không mang đủ tiền. Vậy là quá bình thường, tận 29.800 tệ đấy. Đùa gì vậy? Vừa nãy tôi đã xem cậu giảng bài rồi, phong cách rất tốt. Cậu cứ giữ lấy phong cách này, rất tuyệt vời. Vậy sao? Đến một nửa số còn lại, tôi cũng thấy có ý muốn đăng ký. Chúng ta cũng không thể lãng phí được. Chúng ta tìm một giáo viên có phong cách tương phản với cậu để thôi thúc bọn họ. Kiểu gì chúng ta cũng kiếm được số tiền này. Có phải Ngải Anh được bảo lãnh rồi hay không? Vẫn chưa, bị từ chối rồi. Tiểu Anh vẫn đang nghĩ cách. Hôm nay anh thấy tâm trạng của em không tệ.
Em là người tốt mà. Người tốt thì tâm trạng sẽ tốt thôi. Vui vẻ mỗi ngày, không thể để người xấu làm cho tức chết, đúng không? Tóm lại lo lắng cũng vô ích. Công an giỏi hơn chúng ta nhiều. Bây giờ người nên sợ hãi là lão Tạ. Lạc quan đấy. Em cũng nhờ có một người nên mới nghĩ thông suốt đấy. Dạo trước đúng là buồn bực, khó chịu chết đi được. Ai vậy? Đương nhiên là bé Quả rồi, phải không con trai? Mẹ ơi, sao mẹ lại khó chịu? Mẹ không khó chịu đâu. Mẹ nhìn thấy bé Quả là mẹ rất vui, không khó chịu nữa. Mẹ nhìn thấy bố là dễ chịu, mà cứ nói là con trai đúng không? Mẹ có xoay không? Giỏi quá. Anh để phải ở phía trước rồi dừng lại cho em là được. Em đi đâu vậy? Em đi tập gym. Mấy giờ rồi mà em còn đi tập gym? Mấy giờ đều tập gym được mà. Em quên lần trước em đã như thế rồi hay sao? Em làm sao? Được rồi, em cẩn thận chút nha. Yên tâm đi, lần này em tập yoga thôi, không tập mấy bài cường độ cao nữa. Mẹ ơi, con cũng muốn đi. Muộn quá rồi, con yêu về nhà ngủ đi con. Lần sau mẹ về nhà tập yoga cùng con được không? Dạ được. Vậy lần sau là khi nào? Xem tâm trạng. Anh thấy tâm trạng của em hôm nay không tệ. Em tập yoga xong tâm trạng còn tốt hơn. Nào, tiếp tục. Anh về lái xe chậm thôi nhé. Được. Tập vui nhớ về nhà sớm. Sao mình lại có cảm giác từng đến đây rồi nhỉ? Quá ra tình huống Trường Đại Dũng ở đây. Khả Khả, hôm nay là lần cuối cùng tôi đi học cùng cô ấy. Có muốn dạy bài sở trường của cô cho anh Nam trải nghiệm chút không? Được chứ. Bây giờ bắt đầu nghĩ thầm. Hai người hãy nói ra một việc muốn làm nhất từ sâu trong nội tâm. Khởi nghiệp thành công. Công ty niêm yết. Khởi nghiệp thành công, ly hôn thuận lợi. Bạn thân mến, cô vẫn phải chọn một việc. Khởi nghiệp thành công và ly hôn là hai việc khác nhau. Không, là một. Bà ngoại tôi từng dạy tôi một từ: thành gia lập nghiệp. Bà nói rằng thời bố mẹ tôi là lập gia đình trước rồi mới lập nghiệp. Thế hệ chúng ta lại ngược lại là lập nghiệp trước rồi mới lập gia đình. Mục đích của việc gây dựng sự nghiệp không phải là kiếm tiền tiêu mãi không hết, mà là hạnh phúc. Đồng ý không? Đương nhiên. Vậy nên cô mới nói là ly hôn thuận lợi đúng không? Rất tốt. Rất tốt. Thiết lập sẵn điểm dừng lỗ, giống như mua cổ phiếu vậy, rơi xuống mức dừng lỗ tự động thanh lý. Như vậy hai bên mới an tâm. Hạnh phúc không chỉ là nói miệng, mà phải thông qua suy nghĩ lý trí và tính toán chuẩn xác. Trước khi kết hôn, nhất định phải sẵn sàng cho trường hợp xấu nhất. Chỉ sau khi cân nhắc rõ ràng hậu quả và cái giá của ly hôn thì hai người mới có thể lập gia đình. Vì sự nghiệp mà rời bỏ người nhà không phải thứ tôi theo đuổi. Khởi nghiệp như vậy không tính là thành công. Không, là thất bại. Thất bại lớn. Đập tay nào. Quan điểm giống nhau quá. Vậy cũng được sao? Sếp Từ. À, cuối tuần vẫn tăng ca sao? Tôi còn dạy việc chưa làm xong. Tôi tìm cô ấy ký tên. Có một phiếu khảo sát của con cần cả bố mẹ ký tên. Được rồi, không sao. Chị cứ làm việc đi. Tôi đi.
Cô ấy đi tập gym rồi. Lại tập gym. Được rồi, tốt lắm. Yoga làm tâm trạng của em tốt hơn. Cô không đến chỗ Khả Khả nữa sao? Khả Khả đương nhiên là rất tốt, nhưng tôi phát hiện ra trong thẻ gym bao gồm cả lớp yoga, chỗ này cũng rất tốt. Vậy trùng hợp quá, tôi cũng đang chuẩn bị tìm một phòng tập gym để tập. Cô giới thiệu cho tôi với. Nhưng ở phía đông, hơi xa công ty của anh. Không xa đâu, tôi cũng ở phía đông. Một mình tập theo phần mềm tập thể dục, lâu rồi cũng nhàm chán. Có bạn bè cùng nhau cổ vũ, vui biết mấy. Chị, thật sự cảm ơn chị rất nhiều. Em còn tưởng lần trước sau khi ngất, chị sẽ hận em chết bất cơ. Không ngờ còn giới thiệu khách cho em nữa. Chị đúng là người tốt. Ngất, không sao. Tôi tới giờ huấn luyện riêng rồi. Tôi, chúng ta mau đi tập thôi. Chị đừng lo, em sẽ gia hạn thêm cho chị 30 phút nữa. Phòng thay đồ nam ở bên này ạ. Được, mời anh đi theo tôi, lát nữa gặp. Ban nãy cô bảo cô ấy bị ngất hay sao? Là tại lần trước chị ấy tập cực lực quá. Anh đẹp trai, anh tới lần đầu hay sao? Giật hết cả mình, nhìn dáng anh là biết chưa tập bao giờ rồi. Không gian lớn lắm. Được, cảm ơn cô nhé, tôi tự đi tham quan trước. Nếu cần làm thẻ thì sẽ tìm cô. À đúng rồi, xin lỗi, xin hỏi phòng thay đồ nam ở đâu vậy? Có thẻ thì mới vào được à? Toàn chiêu trò hết. Lý Anh Nam lại tin mấy trò này hay sao? Được không? Được. Nào. Được, mở ra. Không tốn sức chứ. Nào. Anh không cần tập cùng tôi đâu. Lát nữa huấn luyện viên của tôi tới rồi. Cô ấy còn bận khách khác mà. Yên tâm, có tôi ở đây sẽ không để cô ngất nữa đâu. Nào, tiếp nào. Chú ý hít thở. Nếu khó chịu thì cứ bảo tôi. Nào. Chú ý hít thở. Có phải nặng quá không? Vẫn ổn. Để tôi điều chỉnh cho. Lần này được rồi. Nào. À thì tôi muốn đi vệ sinh. Anh bạn, chào anh. Tôi muốn hỏi anh một câu. Xin mời. Nếu có một người đàn ông, tôi không nói anh nhé, tôi chỉ lấy ví dụ thôi. Nếu có một người đàn ông biết người ta không thích, còn cứ quấy rối người ta, thì anh thấy có hợp lý hay không? Khốn nạn quá đi chứ. Xem ra chúng ta đều hiểu ý này, đúng không? Xin lỗi nhé. Là anh bị một người đàn ông quấy rối hay sao? Không phải tôi. Có người quấy rối vợ tôi. Vợ tôi ấy, thế càng khốn nạn. Anh bớt giận nhé. Tôi chỉ muốn tên khốn kia biết làm sao có thể tránh xa vợ của tôi ra một chút. Nếu vậy, tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không. Tôi không muốn động tay động chân đâu. Vì tôi thấy động tay động chân làm mất chất quân tử. Không phải quân tử. Tôi rất đồng tình với điều này. Nếu là tôi cũng sẽ không động tay động chân. Nhưng mà nếu người đó là vợ tôi, cần tôi phải ra tay thì tôi quyết không chối từ. Cũng được đấy. Cũng tạm. Không phiền gì chứ. Không sao. Anh được đấy. Đúng không? Giỏi thật. Xin lỗi, Andy là ai vậy? Ai?
Lúc nãy anh vừa bảo Andy rất giỏi ấy. Người Mỹ gốc qua đúng không? Không hiểu còn bịa ra nữa. Ý tôi là anh giỏi ấy. Anh giỏi lắm đó anh. Anh giỏi. Cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Không, không, không. Nhìn là biết anh thường xuyên tập. Tôi thấy tôi tập lâu như vậy mà còn không bằng anh. Cũng tạm thôi. Chị ơi. Không, em thấy họ đang nói gì không? Em không biết nữa. Thế này đi, em giúp chị một việc nhé. Em qua đó xem thử giúp chị, nghe xem họ đang nói gì vậy. Nếu có nhắc tới chị thì em kể với chị được không? Dạ cũng được, nhưng mà em không dám đảm bảo là thành công đâu nhé. Em cũng mắc chứng sợ xã hội. Ở đây nhé. Nhìn là biết anh là dân cao thủ. Cũng phải cần một thời gian đấy. Đúng vậy, tôi cũng sợ nhất là béo bụng, nên ngày nào cũng kiên trì đó. Dân Phàm, là thế này. Giờ tôi thấy không khỏe lắm. Anh tự tập đi nhé. Tôi về nhà trước đây. Cô không khỏe chỗ nào? Không sao, bị hại đừng quyết ấy mà. Vậy tôi cũng không tập nữa, để tôi đi tìm cô. Em nhớ quả rồi, tập gym xong em muốn về nhà ăn cơm. Anh có nhà không? Anh có. Nấu cơm xong đợi em nhé. Gặp phải chuyện như vậy, chuồng là thượng sách. Anh Nam, cô vẫn ổn chứ? Tôi không sao. Tôi phải nói thật với anh một chuyện. Cô muốn nói điều gì? Thời gian vừa qua tôi cũng đã hiểu tấm lòng của anh, nhưng mà rất xin lỗi, tôi không thể nhận được. Bởi vì tôi không có tư cách, cũng không muốn yêu đương. Tôi nói thật nhé, anh đừng đối xử với tôi tốt quá. Anh tốt với tôi quá, không khéo chúng ta còn chẳng làm bạn được. Thậm chí sau này nếu có gặp anh thì tôi cũng không biết phải nói gì nữa. Cô dự tính sẽ chuyên tâm vào sự nghiệp, đúng hay không? Đúng, đúng, đúng. Rất tốt. Không phải, anh đừng có cười. Tôi đang rất nghiêm túc với anh đó. Tôi rất nghiêm túc. Cô chuyên tâm vào sự nghiệp, cô sẽ không hẹn hò. Nếu không hẹn hò thì tôi sẽ không có đối thủ cạnh tranh. Tất nhiên tôi phải vui rồi. Không, anh nghĩ vậy à? Đúng vậy. Đừng khiến cho bản thân áp lực quá. Cứ để mọi chuyện phát triển tự nhiên được không? Không ai quy định mở công ty thì không được hẹn hò. Không khéo tình yêu lại là chất xúc tác, chất kích nổ cho sự nghiệp thì sao? Đúng không nào? Nếu tình yêu này có thể tiếp cho chúng ta sức mạnh, nhiệt tình, niềm vui, vậy thì tại sao lại từ chối? Không, bởi vì tôi đã kết hôn rồi, có chồng và có con. Tôi đã lừa anh. Lúc cô nói dối, đáng yêu quá đi mất. Tôi không nói dối. Tôi nói thật cả đấy. Được rồi, được rồi. Nếu cô có chồng con, vậy thì tại sao chuyện gì cô cũng toàn là một mình? Tôi cũng chưa bao giờ thấy cô gọi điện cho họ cả. Còn nữa, khi cô tăng ca ban đêm, học yoga đều là đi một mình, cũng không có ai tới đón cô. Tại sao vậy? Bởi vì vốn dĩ bọn họ không hề tồn tại. Không phải đâu, Dân Phàm mà. Anh nghe tôi nói, anh Nam, cô nghe tôi nói. Tình cảm mà tôi dành cho cô là vô cùng nghiêm túc. Tôi không đùa đâu. Đúng là trước đây tôi có đi xem mắt thật. Có những người vừa nhìn đã biết không hợp nhau, tôi sẽ từ chối ngay lúc đó. Còn có những người quả thật có hơi động lòng, nhưng sau khi tiếp xúc thì lại không muốn ở bên nhau nữa. Vậy nên thế này đi anh Nam. Bình thường tôi sẽ cho bản thân một thời hạn 3 tháng. Nếu như trong vòng 3 tháng mà cô vẫn không thích tôi thì tôi sẽ từ bỏ. Dù sao tôi cũng đã 37 tuổi rồi. Ở cái tuổi này, đối với tình cảm mà nói thì lý trí sẽ luôn mạnh hơn cảm tính. Thời gian của cô rất quý giá, và tôi cũng vậy. Cái này ngon này. Sao tôi chẳng thấy thế nhỉ? Ngon lắm mà. Dạo này cô với ngôi sao nhà cô thế nào? Cả nửa ngày chưa thấy cô nhắc tới cậu ta luôn đó.
Một lời khó nói hết. Có xảy ra một số chuyện, với cả gần đây có vài chuyện phiền lòng xung quanh, nên để đôi bên được yên tĩnh thôi. Yên tĩnh ư? Làm sao? Hai người chia tay hả? Không không không, đến nỗi như vậy chứ. Cô nhìn mặt cô kìa, buồn rầu ấy nấy. Tôi bảo này, cô mà cứ buồn rười rượi như vậy, sau này sớm muộn gì cô cũng bị trầm cảm đó. Cô vui lên đi. Tôi nói cho anh nghe, hai ngày nay tôi kỳ lạ lắm. Tối qua tôi có xem một bộ phim tài liệu về động vật, kết quả thì sáng nay nhìn thấy thịt, tôi lại thấy buồn nôn cực. Sau đó tôi lại muốn ăn kem, gì nào tôi cũng muốn ăn hết. Dạo này cô hơi cảm xúc ấy nhỉ? Còn muốn nôn, rất muốn ăn thứ gì đó. Không phải chứ anh Tiểu Mỹ, đừng bảo là cô. Đừng ăn nữa, anh cho tôi ăn một miếng nữa đi. Ăn một miếng thôi, đừng ăn nữa. Đồ lạnh không tốt cho bụng dạ đâu. Này vẫn chưa chắc chắn mà. Thế tập 24 thân phận mới cũng gần chắc chắn rồi, cảm giác vậy đó. Anh Nam rất giỏi. Từ từ thôi, cẩn thận bậc thang. Cẩn thận bậc thang, từ từ thôi. Cô vẫn ổn chứ, không có gì đâu. Cảm ơn anh. Anh Lưu, cảm ơn, cảm ơn. Xem trọng cô đấy, cảm ơn. Cảm ơn anh Mã, khách sáo quá. Cảm ơn, chào anh Giang. Được được, hân hạnh. Nhân Phạm, chăm sóc cho cô đàn em này giúp chúng tôi nhé. Yên tâm, tôi đi đây, tạm biệt. Tạm biệt, tạm biệt. Đúng, chạy về phía trước, đụng phải cái... Không phải, là thấy biển hiệu màu đỏ, rồi rẽ trái là được. Đưa tôi địa chỉ nhà của cô đi. Tôi dùng GPS. Địa chỉ nhà tôi hả? Được. Căn 908, đơn nguyên 4, tòa nhà 7, khu số 3, Park Lane Manor. Chỉ đường đến khu số 3, Park Lane Manor. Được, sẽ chỉ đường cho bạn ngay. Nhân Phạm, cảm ơn anh nha. Nếu tôi không có anh thì tôi sẽ chẳng biết trong giới đầu tư có nhiều người cũng học Bắc Thanh như vậy. Cảm ơn. Bữa ăn hôm nay là đúng đắn. Giúp được cô thì tốt. Được. Được lắm. À đúng rồi, tôi cho anh biết một bí mật này. Chai rượu ngày hôm nay họ mang đến là giả đấy. Tôi vừa mới uống là nhận ra ngay. May mà anh không uống. Trời đất, thế sao cô còn uống nhiều như vậy chứ? Anh không uống rượu, tôi mà còn không uống thì đâu có được. Đúng hay không? Xin lỗi, thật đấy. Lần sau cô không được đụng vào một giọt rượu nào đâu. Bộ có lần sau nữa sao? Có. Tôi sẽ giới thiệu cho cô nhiều người có lợi hơn nữa. Cảm ơn. Anh Nam. Anh Nam. Đến rồi nè. Đơn nguyên 4 tòa số 7 phải không? Để tôi đưa cô về. Không cần không cần, tôi tự về là được rồi. Anh không cần đưa tôi về đâu. Không được không được, tôi đã sai một lần, không thể sai lần thứ hai. Anh thật sự không cần đưa tôi về. Tôi phải đưa cô về đến nhà an toàn thì mới yên tâm được. Không khó chịu chứ? Vẫn ổn. Căn này phải không? Tôi đến nhà rồi, anh về được rồi đấy. Anh về đi, tôi không sao đâu. Không được, đã đến cửa nhà rồi. Để tôi đưa cô vô, đưa chìa khóa cho tôi. Không không không, tôi tự đi được, anh về đi. Anh, đây là nhà anh hả? Anh anh à, em uống hơi nhiều. Đứng vững. Sau khi anh ấy ly hôn với vợ thì ở lại chỗ của tôi. Đây là anh ruột của cô đấy hả? Anh về trước đi.
Tôi đến nhà rồi, được rồi. Đừng, đừng, đừng. Em giới thiệu xong rồi, nhưng người ta chưa giới thiệu mà. Không cần giới thiệu đâu. Nào, 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 vào nhà thôi. Không, 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 không sao, không sao. Nào, nào, anh đừng khách sáo, nào. Anh ấy bận lắm, trễ quá rồi. Nào, nào, đến cửa nhà rồi, em phải cho người ta vô chứ. Nào, 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 đứng vững. Đỡ đây, nhanh. Em nói xem, em là con gái, mà sao lại uống say như thế này, có được không đấy? Không được. Nào, 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 người anh em, ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi. Được, cảm ơn anh, làm anh lo lắng rồi. Sao trong nhà có nhiều đồ chơi con nít vậy? Anh có con hả? Đúng, đúng, con trai tôi. Con trai? Không, à thì anh uống. Làm là một ly bia nha. Không, không đâu, không cần bận rộn nữa. Bình thường tôi ít khi uống lắm, cảm ơn. Anh rất ít uống hả? Thế sao anh để cô ấy uống say thế này? Xin lỗi. Chóng mặt quá. Không sao, anh ấy tự giới thiệu đi đã. Lý Dân Phàm. Rồi thì là Tinh Anh Thung Lũng Silicon. Lần này quen biết ở trại tập quấn. Quen biết ở trại tập quấn. Có phải điện thoại của em reo hay không? Ừ, là anh, Tinh Anh Thung Lũng Silicon. Chưa nhớ ra tôi hay sao? Hôm đó chúng ta đã nói chuyện rất lâu ở phòng tập gym. Đúng, tôi nhớ ra rồi. Nên này của tôi cuối cùng cũng khớp rồi. Cũng khớp rồi. Anh đến phòng tập gym mà. Anh đến phòng tập gym để tập hả? Anh đi tìm vợ của anh. Anh ấy đang nói vợ cũ đó. Đúng thế. Cô ấy nói đúng đó. Anh rất yêu cô ấy đúng hay không? Có phải anh rất yêu cô ấy không? Anh yêu cô ấy đến sắp điên luôn rồi. Không, trên thực tế thì tôi điên rồi. Tại sao chứ? Là do cô ấy ép tôi phát điên đó. Thật đó, vừa nhắc đến cô ấy là tôi, cô ấy ép tôi phát điên, biết không? Đúng không? Xin lỗi anh, tôi lại nhắc đến chuyện khiến anh buồn rồi. Người thấy có lỗi là tôi. Vừa nhắc đến là tôi lại kích động. Xin lỗi, tôi có thể nhận ra. Nếu anh cạo râu, thì anh em hai người đúng là rất giống nhau. Hơn nữa hai người đều là người thẳng thắn. Tôi rất thích kiểu này. Đương nhiên. Phải không bà? Bà em. Chúng ta ở bên nhau đã bao nhiêu năm rồi. Đúng không? Anh xem. Ngày ngày càng giống nhau. Không giống được chắc. Được, anh này, cũng trễ rồi. Anh Nam cũng đang toàn về nhà rồi. Có anh chăm sóc tôi cũng yên tâm. Được, tôi không làm phiền nữa. Có rảnh thì thường xuyên đến nhé. Rất vui được quen biết anh. Hân hạnh, hân hạnh. Anh của anh Nam. À đúng rồi, tất cả sẽ tốt lên thôi. Tin tôi đi. Cố lên. Cố lên. Còn nữa, uống nhiều nước vào. Được, anh đi từ từ nhé. Cảm ơn Dân Phàm. Tôi không tiễn nữa, tạm biệt. Tạm biệt, tạm biệt. Chóng mặt, em ngồi xuống đi đã. Em chột dạ cái gì hả? Em không chột dạ mà. Em uống rượu chóng mặt. Anh đừng có bắt nạt em đó. Em làm cho rõ đi nhé. Ai bắt nạt ai? Là sao hả? Anh muốn nghe không? Nói nhảm. Anh ấy cũng là một người làm nền tảng. Đừng để ý người khác có cái nhìn thế nào về bạn. Quá trình của chuyện này là vậy đấy. Anh thích tin hay là không thì tùy. Dù sao em cũng đã nói với anh ấy là em đã kết hôn, có con. Nhưng mà anh ấy lại không tin. Còn bảo em nói dối anh ấy. Anh ta có vấn đề. Lúc ở phòng tập gym, anh đã thấy anh ta không bình thường rồi. Anh ta nhảy tới nhảy lui bên cạnh của em làm gì chứ? Cứ như chưa thấy phụ nữ bao giờ ấy. Đây mà là người của Thung Lũng Silicon à? Lại còn người ưu tú chứ? Gọi em lúc 11 giờ đêm. Tin anh Thung Lũng Silicon đây hả? Chuốc cho em uống say thế này. Mà anh ta thì chẳng uống giọt nào. Đây là việc đàn ông danh ta nên làm sao? Anh ấy không chuốc rượu em. Em im đi. Sao em còn nói giúp anh ta nữa? Em tự muốn uống được không? Em rẻ mạt vậy sao? Tin anh đánh em không? Anh đánh đi. Hôm nay anh mà không đánh thì anh là đồ hèn đó.
Đừng giận nữa được không? Được không hả? Vậy thì em cứ em cho anh được thoải mái đi. Em nói thật với anh đi, có phải anh ta là một phần trong kế hoạch ly hôn của em hay không? Em mong là như vậy. Mong là vậy cái gì? Em không nói tiếng người được hay sao? Mong là vậy là thế nào? Mong là vậy nghĩa là sao? Em mong là như vậy đó. Muốn em xin lỗi anh đó hả? Không đó. Em không muốn làm người tốt nữa. Em muốn làm người xấu đấy. Làm một người tốt mệt quá. Anh để em. Chúng ta đừng có ra vẻ nữa được không? Em không ra vẻ. Anh buông ra.